Thưa quý vị, ngày 5 tháng 8, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố 2 vụ án cùng với 7 bị can có liên quan tới phòng khám đa khoa Hữu Nghị và phòng khám đa khoa Miền Trung. Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện thu thập được nhiều thông tin tài liệu về hoạt động sai phạm của 2 cơ sở y tế có yếu tố nước ngoài, gồm phòng khám đa khoa Hữu Nghị và phòng khám đa khoa Miền Trung thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ y tế Hữu Thọ. Cả hai phòng khám này đều có chi nhánh hoạt động trên địa bàn Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành phố khác. Qua đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 2 vụ án làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, đồng thời khởi tố 7 bị can có liên quan tới 2 cơ sở y tế này. Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện nhóm 3 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Các đối tượng này thường lợi dụng đêm tối để đột nhập vào các công ty doanh nghiệp trên địa bàn, rồi cậy phá két sắt lấy tiền và các tài sản có giá trị. Ngày 25 tháng 7, lực lượng công an đã chặn bắt được 3 đối tượng tại trạm thu phí số 1 quốc lộ 5A thuộc địa phận xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Qua kiểm tra thu giữ hơn 41 triệu đồng, một xe máy và nhiều dụng cụ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét chỗ ở của các đối tượng, thu giữ nhiều trang sức bằng vàng và số tiền gần 90 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra, tài xế xe ô tô khách đã điều khiển xe liên tục húc đẩy cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, sau đó tăng ga bỏ chạy. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 8, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 38B, khu vực qua địa phận huyện Gia Lộc, thì phát hiện xe ô tô mang biển số 34F00944 lưu thông theo hướng Thanh Miện, thành phố Hải Dương, có dấu hiệu vi phạm luật giao thông. Một cán bộ cảnh sát giao thông của tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, thế nhưng tài xế vẫn liên tục điều khiển xe ô tô tiến về phía trước, húc đẩy cán bộ cảnh sát giao thông lùi lại. Sự việc đã được người dân trên đường ghi hình lại. Tài xế chỉ dừng xe khi có người dân đi xe máy chặn đầu xe. Tuy nhiên, khi người điều khiển xe máy rời đi, tài xế xe khách lại tiếp tục tăng ga bỏ chạy về phía thành phố Hải Dương. Hiện tài xế xe khách đã bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc. Đến khuya ngày 5 tháng 8, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ cháy ở quán ăn có địa chỉ ở số 177 Nguyễn Thượng Hiền, phường 4, quận 3. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, căn nhà 2 tầng kinh doanh chè tại địa chỉ trên đã bất ngờ phát cháy. Thời điểm này trong nhà có 5 người. Nhân chứng cho biết lửa đã bùng phát từ biển hiệu của quán ăn rồi nhanh chóng lan đến khu vực chứa cục nóng máy lạnh. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa. Đến khoảng 22 giờ, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến cho khu vực bị cháy, mất điện, đường Nguyễn Thượng Hiền rơi vào tình trạng ùn tắc. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ cháy. Một thông tin đáng chú ý khác, theo báo cáo mới nhất từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, từ đầu năm 2024 đến nay, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 21 trên 22 loại hình thiên tai với 636 trận thiên tai, bao gồm cả bão, lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, sét. Tính từ ngày 5 tháng 8 năm 2024, thiên tai đã làm 111 người chết, mất tích, con số cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, miền Bắc là khu vực thiệt hại nhiều nhất về người, với con số lên tới 77 người chết và mất tích, 38 người do sạt lở đất, 26 người do lũ quét và 13 người do dông lốc sét. Con số này gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2023 là 27 người chết và mất tích. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Hà Văn Phúc, nguyên chủ tịch xã Triềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về tội giả mạo trong công tác. Vào tháng 7 năm 2022, Hà Văn Phúc đã lợi dụng chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Triềng Yên, huyện Vân Hồ cùng với Phan Cao Cường, nhân viên một công ty tư nhân tại Hà Nội, làm khống hồ sơ giải quyết thủ tục về đất đai, giúp Phan Cao Cường chứng minh năng lực công ty nhằm xin chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn xã Triềng Yên. Trước đó, vào cuối tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Cao Cường cũng về tội giả mạo trong công tác.
thi hành việc tạm giam bị can điều 41, 113, 119 và 165 Bộ luật tố tụng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức phát động và quyên góp ủng hộ đồng bào và cán bộ chiến sĩ bị thiệt hại trong đợt mưa lũ. Tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng của 3 đợt mưa lớn gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, hoa màu, ngập úng tại nhiều địa phương. Ước tổng thiệt hại trên địa bàn khoảng hơn 500 tỷ đồng. Thời gian xảy ra bão lũ trên địa bàn, Công an tỉnh Sơn La đã huy động hơn 450 lượt phương tiện, hơn 2.500 lượt cán bộ chiến sĩ giúp nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, đồng cảm chia sẻ, cùng hướng về đồng bào và các cán bộ chiến sĩ bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Tại lễ phát động, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã quyên góp ủng hộ được gần 40 triệu đồng. Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh Sơn La tại Hà Nội đã ủng hộ được 26 triệu đồng. Thưa quý vị, kể từ khi luật căn cước có hiệu lực, số lượng người dân có nhu cầu làm căn cước cho con trong độ tuổi là từ 0 đến 14 tuổi rất đông. Nhằm để kịp thời phục vụ nhân dân, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát động đợt thi đua cấp căn cước và giấy chứng nhận căn cước cho công dân trên địa bàn. Thực hiện kế hoạch, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính toàn tỉnh Khánh Hòa đã không quản ngày đêm nỗ lực thu nhận hồ sơ cấp căn cước, tạo thuận lợi cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Ghi nhận tại địa bàn thành phố Nha Trang. Tại trụ sở tiếp dân của Công an thành phố Nha Trang, trung bình mỗi ngày có hàng trăm lượt người dân đến đây để làm hồ sơ cấp căn cước. Trong đó phần lớn là công dân trong nhóm tuổi từ 6 đến 14 tuổi, nhóm tuổi mới được bổ sung vào diện được cấp căn cước theo quy định của luật căn cước. Để phục vụ nhu cầu của người dân, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính Công an thành phố đã phải làm việc cật lực suốt từ sáng sớm đến tối muộn, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, làm hết việc chứ không hết giờ. Dù với thời gian và áp lực công việc nhiều, tuy nhiên cán bộ chiến sĩ công an thành phố vẫn luôn phấn đấu làm hết việc không hết giờ, thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước từ 7 giờ cho tới khi kết thúc không còn công dân, và chủ động điều tiết bố trí không để máy chờ người, cũng như là không để tình trạng là tập trung công dân quá đông tại một thời điểm, nhằm đảm bảo yêu cầu công tác. Thực hiện kế hoạch phát động đợt thi đua cấp căn cước của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua ngoài việc tổ chức cấp căn cước tại trụ sở, Công an thành phố Nha Trang còn bố trí lực lượng tổ chức cấp căn cước lưu động tại các xã, phường trên địa bàn. Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, đồng thời giảm tải việc người dân tập trung đông tại trụ sở Công an thành phố dẫn đến phải chờ đợi lâu. Tại trụ sở Công an phường Vĩnh Nguyên thành phố Nha Trang, ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đưa con đến để làm căn cước. Nghe thông tin Công an thành phố tổ chức cấp căn cước lưu động ngay tại phường, chị Nguyễn Thị Hương cũng tranh thủ đưa hai con đến để làm căn cước. Nhà mình thì có hai bé, bé lớn là học lớp 4 và bé nhỏ là học lớp 3 của trường Vĩnh Nguyên 1. Thường thì mình thấy rằng là nhà mình thì rất là hay đi lại á, thì đi mình thấy là có căn cước thì đi máy bay hay là những cái vấn đề check-in khách sạn hay nó rất là tiện. Bởi vì trên đấy nó sẽ có đầy đủ các thông tin của các cháu. Theo quy định, nhóm công dân có độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi và từ 14 tuổi trở lên phải trực tiếp đến trụ sở công an để chụp ảnh, lấy dấu vân tay và thu nhận mống mắt. Còn nhóm công dân từ 0 đến 6 tuổi nếu có nhu cầu làm căn cước thì chỉ cần nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công là sẽ được xử lý. Sau hơn một tháng luật căn cước có hiệu lực, đến nay Công an thành phố Nha Trang đã thu nhận gần 5.000 hồ sơ cấp căn cước, trong đó có hơn 3.400 trường hợp là công dân dưới 14 tuổi, chiếm hơn 70% tổng số hồ sơ. Dù số lượng người đông, áp lực công việc lớn, nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an vẫn nỗ lực phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo, đảm bảo yêu cầu công tác cũng như đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.